Chào mừng anh em trở lại với kênh Kết Nối Tiêu Dùng. Đây anh em có thể thấy là Thành đã trở lại với studio ngày trước của Kết Nối Tiêu Dùng ha. Nhưng mà nó đã được làm mới một tí xíu, màu mè hơn tí. Và hôm nay Thành sẽ giới thiệu với anh em một con máy bu lông của DeWalt, xài động cơ không chổi than, rất là ngon lành. Đó là con DCF894 với cái lực của nó lên tới 447 Nm. Và nó có một cái chế độ rất là hay, có thể giúp cho chúng ta kiểm soát máy tốt hơn. Và con máy này có rất nhiều tính năng thú vị. Chúng ta hãy cùng nhau đi xem chi tiết nhé. Let's go. Con máy này thì thuộc dòng cao cấp và nó khá là mạnh ha anh em. Nên nó sẽ đi kèm cái combo của nó, sẽ có một cái hộp chuẩn công nghiệp rất là xịn của DeWalt. Hộp này thì anh em có thể kết nối với những cái hộp khác tương tự. Đây là combo 894P2 và nó sẽ đi kèm thêm một pin nữa, là hai pin nha anh em, và một cục sạc. Có một cái móc để anh em có thể móc cái máy vào chỗ nào đó. Phiếu bảo hành và tất nhiên là chúng ta sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng. Sách này thì lại không có tiếng Việt. Đấy. Hơi kỳ cục một tí xíu. Anh em sẽ có 3 sự lựa chọn đối với combo này, đó là pin 5A, pin 4A và thân máy không. Thì mức giá của những cái combo đó Thành sẽ để trên bảng đây và anh em có thể tham khảo ha. Đây là mức giá ở thời điểm hiện tại và trong tương lai thì nó có thể thay đổi theo thị trường lên xuống ha anh em. Nó cũng y như giá xăng, giá rau vậy thôi. Đây là một con máy chính hãng của DeWalt và DeWalt thì bảo hành 3 năm, là chương trình bảo hành dài nhất trong số các hãng ha anh em. Khi mua anh em nhớ để ý trên thân máy sẽ có tem chống giả của Stanley Black & Decker, có cái chỗ cào để mà kích hoạt bảo hành online. Và anh em hãy nhớ mua những địa chỉ uy tín để được hưởng đầy đủ chính sách của hãng cũng như không mua lần hàng gian nhái. Một trong những địa chỉ đó chính là Kết Nối Tiêu Dùng. Về thiết kế anh em có thể thấy ở đây ha, DeWalt là máy móc rất là mạnh mẽ, rất là cứng cáp và hoàn thiện rất là tốt. Nhìn thấy rất là xịn ha. Bọc cao su rất là nhiều, những cái chi tiết của máy nè. Nhìn cầm rất là đã. Và tất nhiên rồi, máy này là máy không chổi than, cho nên là nó rất là gọn gàng anh em. Kích thước nhìn nó rất là gọn gàng nhưng mà nó rất là mạnh. Về cấu tạo thì chúng ta sẽ có một cái cò điều tốc ở đây. Lên đây chúng ta có một cái công tắc để đổi chiều, vặn ra vặn vô, ở giữa thì sẽ khóa. Tiếp theo, lên trên đây chúng ta sẽ có một cái đầu để mà lắp đầu khẩu. Cái đầu này là đầu 1/2 inch nha anh em. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái đèn LED ở đây. Đèn LED rất là sáng. Đó. Đèn này nó sẽ tắt sau 20 giây nếu như chúng ta không sử dụng. Còn ở dưới thì chính là cái khoang đựng pin. Pin 5A này thì ở đằng sau nó sẽ có nút để mà chúng ta kiểm tra dung lượng còn lại. Phía dưới cái phần bán cầm của chúng ta, đó chính là cái công tắc để chúng ta thay đổi chế độ. Nó sẽ có 3 chế độ, Low, High và ở giữa đó là chế độ Precision. Chế độ Low này á, thì cái lực vặn nó là 200 Nm và tốc độ của nó tối đa là 900 vòng trên 1 phút. Ở chế độ High, này anh em chuyển qua High ha, thì tốc độ tối đa sẽ tăng lên 2000 vòng trên 1 phút và lực vặn tối đa lên tới 447 Nm. Còn ở giữa chúng ta sẽ có chế độ Precision, đây là chế độ vặn chính xác. Ở chế độ này thì tốc độ tối đa của máy cũng là 2000 vòng trên 1 phút. Nhưng mà khi anh em vặn, khi mà tới cái mức mà máy đóng búa thì máy nó sẽ dừng khoảng 0,5 giây. Sau đó máy sẽ tiếp tục đóng búa với 3001 nhịp trên 1 phút. Máy này xài pin 18V và cho ra công suất lên tới 580W. Tốc độ không tải lần lượt ở 3 cấp tốc độ, đó là 900, 2000 và 2000 vòng trên 1 phút. Nhịp búa đập là không tới 3001 vòng trên 1 phút và thân máy không thì nặng 1,5 kg nha anh em. Lực vặn ở 3 cấp tốc độ tương ứng là 200, 447 và 447. Cục sạc đi kèm với máy là cục DCB115 và cục này có dòng ra là 4A. Nó có thể sạc cái cục pin 5A đi kèm với máy này trong vòng đâu đó tầm khoảng 75 phút từ khi hết tới khi đầy. Thì với hai cục pin này anh em sẽ không sợ gián đoạn nha anh em. Đầu tiên Thành sẽ vặn thử ở chế độ Low nha anh em. Đây là một cái đầu tiếp của top 27mm ha. Đây, vặn con này nha. Đó, vặn ra nè. Đó. Vặn vô nè.
Vặn ra thì nó luôn ở tốc độ tối đa nha anh em. Trừ khi nào anh em vặn qua cái chế độ ở giữa là chế độ vặn chính xác này, precision á, nó mới vặn ra chậm. Còn ở chế độ low hay high thì nó đều vặn ra ở tốc độ tối đa là 2000 vòng trên 1 phút hết. Đó, nhưng mà ở chế độ low lúc vặn vô thì nó chỉ vặn 900 vòng trên 1 phút thôi. Đó, nhìn rất là chậm đúng không? Vặn ra rất là nhanh nè. Đó. Nhưng nếu như mà anh em vặn ra kiểu này không ở chế độ precision á thì đôi khi nó sẽ bị run off. Run off tức là khi đã ra rồi nhưng mà máy nó vẫn chạy thì cái phần cái đầu của con vít này với cái cạnh của con bu lông này á, nó vẫn cạ sát với nhau, nó làm cho hư cái phần ren ở đây. Đó, nó làm cho mòn cái phần ren ở đây. Đó. Thì để hạn chế chuyện đó thì chúng ta sẽ chuyển qua chế độ precision là chế độ ở giữa. Đây thì anh sẽ vặn vô cho anh em coi nhé. Anh em để ý lúc mà khi nó tới lực nó sẽ đóng búa tầm 1-2 cái gì đó thôi là nó sẽ dừng khoảng 0.5 giây. Lúc đó tay Thành vẫn chưa dừng đâu nha, để ý nè. Đó, nó dừng luôn. Nó sẽ dừng khoảng 0.5 giây lúc đó. Nếu như chúng ta bấm tiếp thì nó sẽ đóng búa tiếp. Đó, lại nha. Anh em sẽ thấy một cái nhịp dừng khoảng 0.5 giây ở giữa. Đó. 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 Cũng ở precision luôn, lúc này Thành chuyển qua vặn ra thì nó như nào nè. Đó, tốc độ khá chậm nha anh em thấy chưa? Nó sẽ đỡ cho chúng ta bị run off. Đó, tốc độ khá là chậm. Lúc mà cái lực nó ra rồi á, tức là lúc đó không cần đóng búa nữa thì nó sẽ ngắt búa và tốc độ nó sẽ chậm lại. Thì chế độ precision này giúp cho chúng ta kiểm soát cái máy nó tốt hơn. À, rất dễ chịu, rất ít bị run off. Còn ở chế độ 2, Thành bật qua 2 nè. Đó, thì đầu tiên là vặn ra ha. Đó, tốc độ rất nhanh và nó sẽ bị run off một chút xíu ở cái khúc cuối. Đó, còn bây giờ Thành sẽ vặn vô lại nè, chế độ 2 nè. Đó, thì nó sẽ gọi là vô tốc độ tối đa và đóng búa một cách liên tục, thoải mái, hết mình, không ngừng nghỉ. Đó. Nếu như anh em muốn là nó dừng ở một cái mức vừa phải thôi thì anh em chuyển qua chế độ precision ở giữa thì là tốt nhất. Thành chuyển qua precision nè, lúc này đó. Đó, nó tự nó dừng. Và trong 0.5 giây đó chúng ta buông tay ra là vừa. Đó, nó tự nó dừng luôn, rất dễ chịu. Với khả năng thay đổi tốc độ cũng như là thay đổi được lực vặn 200 Nm hoặc là 447 Nm thì nó sẽ phù hợp cho rất là nhiều mục đích của anh em. Anh em có thể mua về xài ở tiệm sửa xe máy hay là sửa ô tô này kia rất là thoải mái ha. Nếu như anh em quan tâm và muốn mua máy thì anh em có thể để lại số điện thoại bên dưới phần nhận xét, kết nối tiêu dùng sẽ gọi lại cho anh em. Hoặc anh em mua trên website kếtnối tiêu dùng.vn hoặc là anh em ghé trực tiếp showroom kết nối tiêu dùng ở 106 Tái Thiết, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây có rất nhiều máy móc của hầu hết tất cả các hãng để cho anh em có thể sờ thử và test máy thoải mái. Mua hàng kết nối tiêu dùng thì anh em yên tâm vì 100% hàng chính hãng. Kết nối tiêu dùng ship hàng toàn quốc và ship nhanh ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 1-2 giờ đồng hồ. Có bất kỳ thắc mắc gì, anh em để lại bên dưới phần nhận xét, Thành sẽ giải đáp cho anh em. Và đừng quên cho một like cũng như là bấm vào nút đăng ký nếu như anh em chưa đăng ký để không bỏ qua bất kỳ một video nào của kênh Nói Tiêu Dùng. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau.